Sau đây là kết quả xổ số Đồng Nai thứ tư ngày 4 tháng 5 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 8, 2. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6, 4, 3. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2699 0825 3423. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 1997. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 24542 82987 39635 99055 54638 59531 92739. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 76452 38065. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 04804. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 32704. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 033323. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 033323. Kênh xổ số miền Nam, kết quả xổ số hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi kết quả xổ số ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật kết quả xổ số mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người sẽ được thần tài gõ cửa trong một ngày gần nhất. Mến chào và hẹn gặp lại!